Chào anh em nhé. Đợt lâu nay bận chẳng có thời gian quay video này. Này mình quay video cho anh em nhé. Chạm máy 36 phết, con này chạy nguồn 24V anh em nhé. Con này cho báo khách ở trong đập thủy điện ra này, đánh yêu cầu đánh chuyên đô phi. Và đang cho một yêu cầu đánh một volume mạnh yếu này, một volume chỉnh băm này. Đấy. Công tắc này anh em đánh chuyên đô phi thì anh em cứ để này đánh nhé, không phải bật. Bật đây là đánh băm. Còn thứ hai đánh nỉ nhá, tự anh em lại anh mong mình đánh, anh em đánh nhá, ok nhá. Cái máy 24V này anh em, cái này gọn gàng chắc chắn thôi. Đây là bây giờ 65 anh em nhá, hai quả này nó rất là khỏe. Đây đồng hồ tần số này, đợi đầu ra mình test cho anh em xem nhá. Con này thì nó không gọn, còn 24 anh em nhá. Đây con này thì đánh chuyên rô phi, anh đặt siêu rô phi thì trong cái thủy điện rô phi rất là to anh ạ, 2, 3, 4, 5 cân một con, cân một con rất là nhiều. Đây anh em yêu cầu chỉ cần chuyên rô phi thôi, quên từ đâu có bóp anh em, chỗ này. Anh em mà có yêu cầu các dòng máy đánh và đánh thuyền, đánh ngọt đánh mặn nhá, chỉ cần đâu mày thiết kế thôi, theo yêu cầu của anh em mà theo nguồn nước anh em nhé. Anh em bảo nước cái nào thì mình làm chuẩn như thế. Đấy. Đây thì con này thì đánh trong phi thì anh em cứ đấy đầu tần số đây, cứ để tầm 140-150 anh em đánh nhích dần đi nhá. Còn đánh băm này, băm nhanh này, băm chậm này, đánh trong phi thì anh em băm nhanh đi nhá. Tần số này xuống này. Đây là áp gần 1000V anh em nhé, đánh rất là khỏe. Đấy. Chuyên rô phi. Khi anh em mà thích đánh cá trắng ấy, thì tần số giảm xuống nhé. Tầm 80-120 thì tầm băm chậm này nè. Đấy. Là trắng anh em băm chậm thì đánh là ok. Còn đánh rô phi thì tần số tăng này. 84-85 đi, phải băm nhanh đi. Cái đầu của anh em có thể 84-85 nhé. Tầm nào con cá chết đẹp thì anh em để nước sâu thì tăng dần số đi, nước đông thì bạn nhỏ tăng số xuống nhé, tùy theo nguồn nước anh em, tùy theo độ thông sâu. Băm này thì như thế đâu, băm thì đánh cá trắng băm chậm, trong khi băm nhanh để khóa con cá tốt hơn anh em nhé. Đây máy này. Đấy. Đây là chủ yếu anh em cũng quen đặt mình. Anh em có nhu cầu thì máy ra nộp mình nhé. Lần này thì đang là giảm giá đấy anh em. Tất cả các dòng máy nó nhỏ đều có khuyến mại anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì alo cho em hoặc nhắn tin qua Zalo nhé. Đấy. Đầy đủ các loại máy cho anh em lựa chọn. Này bạn có 24V này. Yeah, I know.